Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 11/2017/TT-BCT quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Theo thông tư này, việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. Thông tư này cũng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Đồng thời, nêu rõ trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, cơ quan tổ chức liên quan và thương nhân tạm nhập, tái xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để kịp thời giải quyết.